nha nha. Đang làm gì mà đơ như cây cơ vậy? Có gì đâu. Má ơi, lãng mạn như phim ngôn tình lãng mạn luôn mày. Lấy sạc thì có. Nhưng mà tao nói thiệt nha, giờ tao thấy nó đẹp á mày. Có gì đâu mà đẹp, xấu quá trời. Thôi tụi mình đi chơi đi. À tụi mày đi chơi trước đi, tao về. Đúng là cái thằng kỳ cục. Báo gì báo nhanh như người ta không kịp phản ứng gì luôn á. Chờ mẹ. Ủa, con ở đây rận ánh đâu Khang? Ủa, ánh chưa về hả mẹ? Chứ chiều giờ nó đi với con mà giờ hỏi miệng là sao? Phải đợi một xíu. Nhỏ này đi đâu rồi ta? Ủa, đi đâu rồi sao không nói cho người ta tiếng để biết? Biết đi tìm mệt lắm không? Ai kêu Khang đi tìm chi? Rồi tự tìm tự tức hả? Rồi, ai thèm tìm mấy người? Tụi tôi với bông ha, đi chơi chai đồ ha, được mua dép bơi á, xuống xuống lắm chứ gì. Khang nói gì vậy? Bây giờ anh Huy thấy tôi bị lất dép nên nó mua lại dép mới cho tôi chứ bộ. Rồi về nhà tôi cũng kêu mẹ tôi trả lại tiền cho anh Huy chứ bộ. Khang, em không được nói như vậy nữa, có biết chưa? Tôi hết nói vậy đó rồi sao? Anh làm gì được tôi? Lớn tiếng với một cô bé mà không mắc lỗi, làm chuyện vô cùng ngớ ngẩn giờ trẻ con, em có biết không? Sao? Đúng gần anh vậy dỗ tôi đâu. Anh giống như người lớn lắm không bằng á, hơn con tuổi hả nhiều. Cái ông này bị gì vậy trời? Quên muộn chủ nó vậy. Nè, nếu mà đôi dép này có quê mùa thì cái này cũng là của anh Huy tặng cho tôi, chứ đâu có tặng ông đâu mà đòi ý kiến. Nè, cái này tặng tôi cũng không đẹp lấy nữa. Khóa được nít. Ghét thiệt chứ.